Chào mừng quý khách đã quay trở lại kênh YouTube của công ty Tai Sun. Trên tay tôi đang là một cái bút vẽ mỹ thuật của Anekwata, hàng sản xuất tại Nhật Bản. Model của nó là HPCS. Made in Japan. Con này đầy thấp hơn HP CH và HP CP. Đây, bút vẽ những cái đời cao đây. Đời highlight này. Có cái nút điều chỉnh hơi này. High performance là chỗ có HP CP này, không có điều chỉnh hơi này. Còn cái dòng mà đang có trong tay là dòng Eclipse này, đầy thấp hơn. Để thấp hơn thì người ta cố tình làm là bớt cái nút này, cái nút này thay đi. Mình có bình thường cái này có thể điều chỉnh phía đằng sau, cái này này không điều chỉnh phía sau mà phải tự căn chỉnh ở tay. Để thấp hơn thì nó lại không được dán cái tem óng ánh cho đẹp nhỉ. Bóc sang xem nào. Kia đang vỏ giấy bây giờ vỏ nhựa này. HPCS nhấc ra nha. Bên trong còn gì nữa không? Xốp này, xốp này, bên trong còn một cái tờ panlit này, một cái túi này là có, đây là bản test của cái bút vẽ này. Đây, so với cái bản của HPCP thì xem có khác nhau không nhá. Đây, CP ở trên này. Nếu mà nhìn kỹ thì HPCP nét nhỏ hơn. Cũng là 0.3 này. Cái phía trên này của HPCP, còn cái dưới là HPCS. Nó nhìn nhau tí xíu này. Đây, bảng của nó. Và cái cần lê. Cần lê của Anekwata. Cần lê của nó tốt, không sợ bị sắc này. Hàng của Nhật nó làm tỉ mỉ. Giờ phun thử nha. Lắp vào máy nén khí. Mình có máy nén khí to thì mình có thể dùng máy nén khí to cũng được, không nhất thiết là phải máy nén khí dạng chuyên dụng. Chuyên dụng có thì tốt, nhưng không có thì dùng những con khác ăn tạm. Này, kết nối hơi vào. Giờ đổ dung dịch để thử. Những con này toàn con đắt tiền nên là không thử bằng sơn. Thử bằng sơn thật thì nó dễ bẩn, nó mất giá trị của bút vẽ đi. Thầy đã đổ tí nước để test nha. Mày này ấn ấn vào là gạt đằng sau, lại hai lần bóp đây. Ấn vào không tác dụng. Giờ máy khí chưa. Ấn vào. Ấn xuống rồi chưa có tác dụng nha, gạt đằng sau một tí để ta có tác dụng này. Giờ muốn đây nem nhỏ này, nem nhỏ nha. Đấy, to dần to dần. Nhỏ 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 dần dần dần, do tay mình điều chỉnh gạt thôi mà. Nên là này nó sản xuất giá rẻ hơn thì nó cố tình thay cái đuôi này. Chứ còn cái đuôi này thực ra là thay bằng tất cả các loại bút vẽ khác mà của hãng khác vào vẫn được, vẫn có thể điều chỉnh được. Không có gì đặc biệt cả đâu. Xem chất liệu, vẫn là chất liệu inox. Không hút. Còn đây.
chất liệu thép ăn ngay, bám luôn. Cốc chất liệu là gì đây? Cốc không hút. Trượt luôn. Phần này lại hút này. Phần dưới nó hút nhẹ bởi vì ở trong là còn cái có phần kim loại thì nó sẽ hút nhẹ, còn cốc này cái hút luôn. Thử nhá. Ấn gạt đằng sau, ấn gạt đằng sau. Này đuôi chặn ở đầu này thôi, mà nếu mà có cái chặn thì là không cho gạt đằng sau. Này. Chặn là chặn ở vị trí này, chả không có gì đặc biệt cả. Dùng quen rồi thì không cần chặn riêng gì cả. Hoặc là lấy cái thích chặn thì lấy cái đuôi của cái súng khác ráp sang cũng được. Ra đằng sau. Cái này mình cũng có thể kết nối bằng máy nước khí, thì là dùng máy nước khí mini, công suất là 20 đến 23 lít phút, nên là âm được hơi sử dụng này. Nó maximum lên là 4 cân là nó tự ngắt rồi này. Còn dưới 3 cân thì máy này chạy nổ này. Nhưng là cái này cũng không cần, thực ra cũng không cần nhiều hơi lắm đâu. Nếu mà máy cái to thì dùng khoảng 2 cân cũng được. Nhưng là không dùng hơi quá lớn. Hơi quá lớn thì nó hại súng. Nó cũng ra được nhỏ ấy chứ đâu phải vừa đâu. Không cần nút đứng, không cần cái chặn đằng sau, nhưng vẫn điều chỉnh được và ra nó nhỏ. Cảm ơn quý khách đã theo dõi.